Dạ em xin thông báo với anh mấy chị là chương trình mình hôm nay là trực tiếp mà trên Facebook tới em thấy tới mấy cái máy luôn á. Dạ lấy cận, lấy trung, lấy toàn, lấy hết luôn á. Bởi liệu hồn sao. Với lại anh Long anh đãi cho anh dế nè, anh nghe nè, hát sao nó nghe cho được nè. Nhưng mà hôm nay không có ăn. Ăn bánh mì không á? Em ăn bánh mì luôn. Dạ để tiếp nối chương trình hôm nay thì em trước nhất em cũng xin cảm ơn anh Đức Long. Anh Đức Long đã gieo duyên cho tụi em đến đây để giao lưu cùng với các anh các chị trong buổi chiều rất là mát mẻ hôm nay. Em xin gửi tặng một bài vọng cổ sáng tác của cố soạn giả Thanh Vũ, Thương Quá Việt Nam. Dạ, mời bố người thương Củ Chi. Oh,
Quý vị ơi, hồi nãy giờ quý vị nghe mấy nghệ sĩ hát hay không? Thì bây giờ ở trong bàn mình có ai hát bài để tặng lại cho nghệ sĩ không ta? Anh Thành sao? Anh Long hát hả? Mình hát trước nha. Vâng, để theo 996 lời yêu cầu, Nguyễn Đức Long xin gửi đến cho không mình phải cạn ly nha, cạn ly để Đức Long hát mới xuống được. Cạn ly cạn ly là đã à, ok. Kính thưa quý vị, tình yêu và cuộc sống, đó là một đề tài muôn thở mà được các ca sĩ, nghệ sĩ ca ngợi về nó rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó, sự sống và cái chết nó cũng kề cận bên nhau. Nhưng con người chúng ta ai cũng một lần trải qua, nhưng chỉ có riêng một mình Nguyễn Đức Long mới làm nên điều bất hủ ấy. Từ một con người ở cõi chết nay trở về với sự sống. Ngay từ bây giờ, Nguyễn Đức Long xin gửi đến quý vị hai câu vọng cổ được mang tên Anh Không Chết Đâu Em. Hỡi các anh em ơi, hỡi các anh em ơi, các bạn bè chiến hữu của Nguyễn Đức Long ơi, nếu là một mai tôi có nhắm mắt xuôi tay thì trong hàng ai là người tiễn đưa tôi bye.
Cảm ơn cả nhà nha. Tác giả của anh.